Chào các bạn nhé. Hôm nay trường ăn mát xin giới thiệu và hướng dẫn đến các bạn cách phân biệt hàng nhái hàng giả dầu gội Head & Shoulder chị Gầu của Mỹ. Thì về những cái video về dầu gội Head & Shoulder của Mỹ chị Gầu thì nhà mình cũng đã làm cũng vài video rồi. Nhưng mà hàng nhái hàng giả thì nó cứ liên tục thay đổi. Và hiện tại thì cái dầu gội này trên thị trường nó quá nhiều hàng nhái giả. Đã rất nhiều khách hàng mua về hàng nhái giả và dùng sản phẩm thì tốn tiền mua nó khá là đắt mà lại không mang hiệu quả nhiều. Hiện trạng tình trạng hàng nhái giả của dầu gội Head Mỹ này thực sự mà nói thì nó rất là đáng báo động. Cho nên là bên mình lại làm tiếp một video nữa để giúp các bạn có cái cách phân biệt và mua được sản phẩm tốt, chất lượng với giá thành hợp lý. Thì hôm nay mình cũng lại đặt trên Shopee sản phẩm là ba chai dầu gội này. Mình đặt ba màu cơ, mình đặt là màu màu tím, màu cam và màu xanh. Nhưng mà họ đã gửi cho mình là hai tím, một xanh, họ gửi sai đã gửi hàng đã bán hàng nhái hàng giả rồi, gửi sai cả màu này các bạn. Đây là màu tím này là màu tím 2 in 1. Thì đây hai chai này là giống hệt nhau rồi thì mình cũng rơi qua cho các bạn xem này. Thì nó không có gì để ấy, để mình để cho nó gọn nhá. Đây thì mình nó giống hệt nhau để cho nó dễ hẹn ra đi. Đây còn hai chai thôi. Thì đây là hai chai hàng nhái giả này. Còn sản phẩm hàng xịn của bên mình thì ở đây. Màu xanh đấy, với màu xanh này. Đây là tương đương với hai màu. Nhưng mà cái loại hàng 2 in 1 tức là 2 in 1 này là gội xả thì có màu tím này thì nhà mình lại đang hết hàng. Nhưng mà cũng có thể dùng màu tím chỉ gội không là để các bạn tham khảo được này. Mình đi về trước, ví dụ như hai mẫu này là giống nhau nhất này, là cùng là dòng dầu gội này mà nó cùng một màu xanh này. Đấy, thì các bạn thấy đấy, bên này là các bạn nhìn hàng giả nhá. Cái hàng giả này thì mình thấy là hàng giả này tức là hàng loại fake này, chắc là loại fake 2 trở lên rồi chứ không được fake 1. Cho nên là nhìn nó khác tương đối so với hàng xịn này này. Nhìn nó rất là khác tương đối đấy, dễ nhìn nếu mà các bạn nhìn so hai chai thì nhận ra luôn. Nhìn trên video thì các bạn cũng thấy là cái màu bên này nó sắc nét và nó đẹp hơn này. Đấy. Nhìn nhìn hai chai ấy, và người nào dùng quen rồi thì nhìn cái chai dài dài thì biết. Nhưng mà đương nhiên là chỉ có nói là về cái vấn đề sắc nét với vấn đề này kia thì đương nhiên như các bạn cũng biết là không ai có thể nói là dễ mà xác định nó là hàng nhái hàng giả đúng không ạ? Thế thì dây đáy thì bây giờ nó cũng làm giống nét rồi thì các bạn này cũng có những cái thế này nhá. Mình quay video để cho các bạn biết là hàng nhái hàng giả thì nó kiểu như thế nào. Có cái hàng xịn này. Đó. Đó và ở đây mình nói cho các bạn một cái nhận biết này. Đó là từ năm 2024 trở đi thì là Head & Shoulder đã làm thay đổi cái chỗ này này, cái khu vực này này. Đấy, toàn bộ ở trên này thì nó đều gần giống nhau thôi. Nhưng mà từ năm 2024 trở đi thì nó sẽ làm cái này, các bạn nhìn thấy này. Cái này từ trước 2024 trở lại nhá thì nó sẽ làm theo kiểu như thế này. Đấy, thì bây giờ từ 2024 nó khác như vậy. Thì hàng nhái hàng giả nó vẫn chưa cập nhật được. Nó chưa cập nhật được và nó vẫn cứ sản xuất theo cái mẫu cũ. Mẫu cũ, đây là vị mẫu cũ, nhà mình có một mẫu cũ chai màu cam này. Hàng đát tháng 9 2023 này. Đây gọi này. Tháng 9 2023 thì nó vẫn là mẫu cũ, đây nó làm kiểu này giống nhau này. Đấy. Nhưng mà đến sang năm 2024 là bắt đầu nó làm lên này, cái chỗ này nó khác này, nó cách trong ra này. Nó thêm một chỗ này này. Đó. Thì đấy là một đặc điểm nhá. Thì đa phần hàng nhái hàng giả thì nó làm đát rất là dài. Như cái này đát cần 2024 chứ còn nhiều chai này. Ví dụ như cái chai màu tím này. Màu tím này cần đát đến tận tháng 12 2025 này này. Đát rất là dài luôn. Đa phần hàng nhái hàng giả đát rất dài. Như nhà mình đát dài nhất là thường là chỉ có đến khoảng 5 rưỡi, đến hơn 5 đến gần 1 năm thôi chứ chẳng bao giờ có đát rất là dài vậy đâu. Đó là một đặc điểm để giúp các bạn phân biệt đấy. Nhìn nếu mà mua nhưng thực ra ấy,
nói thật với các bạn là hàng nhái hàng giả thì nó có rất nhiều cơ sở làm lắm, chứ không phải là chỉ có một nơi họ làm, và trên thị trường chỉ có một mẫu hàng nhái hàng giả này đâu nhá. Có rất nhiều mẫu và nhiều khác nhau ấy, nhưng hàng thật ấy, hàng xịn thì nó chỉ có một mẫu thôi. Cho nên là khi các bạn mua hàng thì các bạn hãy có thể là tham khảo cái video của mình để xem những cái chai hàng xịn thì các bạn so sánh này. Đấy, bây giờ thì nó đã làm cả những cái này. Ngày trước ấy, khi mà hàng nhái hàng giả nó mới ra thì nó làm khá là sơ sài, nó chưa có cả cái logo ở trên này đâu, nhưng bây giờ thì nó đã làm giống cả rồi. Ở video trước đấy mình giới thiệu các bạn bằng mẫu cũ ấy, thì đấy nó chưa có những cái này, thì bây giờ nó có hết những cái này rồi. Về chất dầu gội thì như quan sát này, các bạn thấy này, cái này nó còn có nổi cái văng váng gì lên, trông nhìn như là cái gì ghê, mà cái màu nó nhạt hơn này. Cái hàng xịn của nó thì cái màu nó có màu nghệ, màu vàng nghệ đậm hơn, còn màu này nhạt hơn, mà nó khá là lỏng. Đó. Còn về hình thức nắp thì nói chung quy là mình thấy là cũng không có gì khác cả. Có điều là những cái này, những cái ba via này nó nổi lên này, cái này nó khá là mịn, sạch. Nói chung là đương nhiên là hàng xịn thì nó cũng phải chế tạo sản xuất ra nó phải chuẩn chỉ thôi. Về cơ bản thì nó làm mẫu thì gần như là giống các bạn ạ. Nó làm mẫu gần như bây giờ là giống hết rồi. Nhưng cũng chỉ có điều là cái chỉ có điều là cái này, cái này là nó chưa cập nhật, bởi vì là sang năm 2024 thì nó đã làm, thì hàng nhà sản xuất thì nó đã làm thay đổi cái này. Thì bên hàng nhái hàng giả họ chẳng biết được kế hoạch, từ bên nhà sản xuất họ sẽ thay đổi cái chỗ đó, thì họ vẫn theo nhái theo mẫu cũ thôi, họ kế hoạch từ trước thôi. Thế là cuối cùng họ vẫn theo này, đát 2024 này các bạn. Nếu khi nào các bạn mua nhá, mà đát cứ từ năm 2024 trở đi mà nó lại vẫn theo cái logo kiểu như thế này, nó không giống thế này, thì 100% là hàng giả nhá. Đấy là một đặc điểm để các bạn có thể phân biệt thôi. Trở lại cái màu xanh, ví dụ đấy, màu xanh ở đây này, còn đây là màu tím. Màu tím này thì đây, hàng này là hàng nhái giả này, hàng bên này là hàng xịn của nhà mình như này. Đấy, các bạn thấy này. Đó. Nắp chai thì nói chung quy là màu sắc thì nhìn nó dại dại hơn thì nó cũng rõ rồi. Này, trông nhìn cái màu này, mà cái này nó là sản xuất ra thì có vẻ là kém chất lượng, chỉ làm giống thôi, nhưng mà từ tem phông chữ đây này các bạn này, đát nó thắng công tư nó đã làm khác như thế này này. Đấy. Còn về logo bên dưới này thì nó chỉ mang tính tương đối thôi. Thấy thế này. Đây, tất cả nhà mình thấy là từ những cái logo này này. Cái logo này thì bao giờ mình thấy này, nó đều làm ngược cái này này. Và làm vị trí giữa chỗ này nhá. Nhưng mà thằng này thì logo làm lệch ở đây một chút này. Này, cái hàng nhái bên này của họ này. Này. Cái thì làm trên, cái thì làm dưới, cái này thì to hơn, cái này thì nhỏ hơn này. Cũng là hai mẫu nhãi của họ luôn nhá. Đát thì đều là tháng 12 này, năm 2025 này các bạn này. Mà làm rất bậy bạ luôn. Đấy, cái logo làm này. Cái trên này, cái dưới này, cái to, cái nhỏ. Còn hàng xịn của nhà mình nữa. Hàng xịn của nhà mình các bạn thấy này. Tất cả đều là một cái mã này nhá. Đây này, kể cả cái thằng này là sản xuất tháng 5 tháng 9 2023 này, thì họ vẫn tuân theo cái logo làm kiểu như này. Đó. Thì khi mua hàng thì các bạn chú ý những cái đặc điểm mà thấy nó giống giống của nhà mình nhá. Bởi vì có những sản phẩm của cái lò sản xuất khác ấy, ví dụ như là cái chai này, hàng nhái này chắc nhập vào chắc tầm độ khoảng 20-30 nghìn thôi. Họ ấy bán ở trên Shopee, họ bán mình đang đặt mua là 230 nghìn một chai. Thì đương nhiên là mỗi chai họ ấy còn chạy quảng cáo nữa, chắc lãi gần 200 nghìn nữa. Nhưng ví dụ bây giờ họ đặt cái hàng fake, họ đặt bỏ lò, họ ở Trung Quốc họ đặt cái loại mà tầm độ khoảng 100 nghìn một chai chẳng hạn, thì cái mẫu nó sẽ giống fake, nó hàng fake một thì nó rất là khó phân biệt hơn. Nhưng mà nói thì nó không thể 100% hoặc là giống tuyệt đối được.
mình thì mình cố gắng để đưa cho bạn cái hướng phân biệt nào nó cũng tốt nhất cho các bạn ấy. Đây là hai sản phẩm của họ ấy, là những hàng nhái của họ nhé. Ok. Còn đây về 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 mình trở lại hàng xịn. Đây như nhà mình đây, khi nhà mình mà bán ra thì thường thường nhà mình sẽ dán một cái tem bảo đảm của nhà mình như thế này. Những sản phẩm quan trọng nhà mình đều có dán một cái tem bảo đảm thế này, xác định sản phẩm của nhà mình, chịu trách nhiệm với sản phẩm. Và mình cũng giới thiệu qua với các bạn luôn, đó là sản phẩm thì nó hiện tại trên thị trường thì nó đang có 4 sản phẩm, có 5 sản phẩm như thế này, nó có tất cả nhiều lắm, nhưng hiện tại nhà mình đang còn 5 sản phẩm này. Thì về cơ bản ấy thì lúc nào nó cũng phổ biến nhất là 3 màu, là màu tím, màu xanh và màu cam. Đây, 3 màu này các bạn nhé. Này, tím, xanh, cam, và ba loại này là ba đều loại đều chỉ gội thôi. Loại này là 2-in-1, tức là 2-in-1 là cả gội xả ở trong một chai. Thì là cả ba loại này thì nó chính xác thì là 4 loại này chỉ gội này, nhưng ba loại này là phổ thông nhất này. Thì cả 4 loại này thì hiệu quả trị gầu ngứa thì đều như nhau. Thế nhiều các bạn đặt mua hàng hay hỏi bên mình là loại nào trị gầu ngứa tốt nhất với này kia, thì mình cũng nói luôn đấy. Chỉ có điều là nhà sản xuất tạo ra 4 sản phẩm chính. Còn đây là dòng 2-in-1 riêng nhé. Loại tím này nó có 2-in-1 này. Đấy, cam này nó có 2-in-1 này. À, cam này không có 2-in-1, cam này nó chỉ có gội không thôi. Xanh này có 2-in-1 này. Thì là nó tạo ra bằng này phiên bản để cho giúp tùy phù hợp tóc thể trạng của từng người. Ví dụ như là các bạn màu tím thì dành cho tóc dầu, nhờn này, bết này. Ví dụ 1-2 ngày các bạn không gội thì mà các bạn thấy tóc mình bị bết ấy, hoặc da các bạn là da dầu, thì dùng màu tím này nhá. Thì tóc các bạn dùng màu tím này hoặc các bạn dùng màu xanh này, người nào mà da dầu dùng màu tím màu xanh thì đều được. Đấy, đều trị gầu ngứa, đều tốt, đều hết gầu hết ngứa. Nhưng mà nó cái màu tím này nó hạn chế dầu thì nó giúp tốt hơn một chút. Còn màu cam này thì dành cho tóc khô này các bạn này, tóc khô. Màu xanh này thì là dành cho tóc bình thường, và còn màu xanh này thì dành cho da đầu nhạy cảm này. Đấy, đặc biệt là dành cho da đầu nhạy cảm này. Còn đây là dòng 2-in-1, dòng 2-in-1 này thì nó khi mình gội thì nó hiệu quả trị gầu ngứa của nó thì theo mình thấy thì nó sẽ kém hơn một chút so với cái dòng chỉ gội. Bởi vì là loại này nó có thêm xả thì tóc nó sẽ đỡ khô và nó đỡ sơ và nó mềm mượt hơn một chút. Đấy, nhưng mà hiệu quả trị gầu ngứa thì nó kém hơn một chút. Nhưng mà dùng nó chung quy là cũng rất là tốt. Các bạn nào mà bị gầu ngứa nặng, nấm da đầu thì nói chung quy là dùng những loại này thì đảm bảo là mình thấy là từ trước đến giờ chưa thấy một người nào nói là không hài lòng về hiệu quả trị gầu ngứa này. Nhưng mình bán rất lâu năm rồi các bạn ạ. Thế cho nên là nhiều khi mà các bạn mua phải những hàng mà về gội ấy, mà các bạn thấy không giảm gầu, không giảm ngứa nhá, tóc các bạn vẫn ngứa, vẫn gầu ấy, thì nó chỉ là hàng giả thôi. Nhiều người bán nói là lý do này lý do, chẳng có lý do gì cả, chỉ có lý do là đấy là